Hôm nay tôi bị lạc vào rừng sâu, tôi phải làm mọi thứ để sinh tồn trong cái hoàn cảnh khắc nghiệt này. Tôi đã quá chán ngán với cuộc sống ở thành phố Los Santos rồi, nên tôi đã book vé máy bay đi qua nước khác để chơi. Mong là chuyến đi của tôi sẽ ổn. Với cái thằng nhóc này, tao đâu phải là cháu mày đâu mà mày nắm tay tao. Thôi kệ, nói chung là nắm tay tao không phải có cái giá, mày hiểu không? Cho tao mượn cuốn sách này xíu thôi. A few moments later. Ôi thôi toàn rồi. Thôi, tôi thấy đất liền luôn kìa. Later. Và sau đó tôi tỉnh dậy trong tình trạng không còn tỉnh táo. Có ai còn sống không? Oh my god man, tay tôi dính đầy máu luôn ấy. Có ai còn sống không? Sao có mình tôi thế? Tại sao bà chị tiếp viên này lại bị cây rìu găm vô nhờ? Vô lý vậy. Hey, nói chung là trên máy bay cũng nhiều đồ phết đấy chứ. Oh man, không có ai còn sống luôn ấy. Có mình tôi thôi. Tôi cần đi kêu cứu. Come on, có ai còn sống không? Alo. Holy shit man. Có ai còn sống không? Theo những gì tôi được thấy thì có vẻ đây là một hòn đảo mọi người ạ. Có vẻ là như vậy. Tôi book vé máy bay ở một nước khá là xa nên là nguy cơ rơi trên một hòn đảo khá là cao. Và giờ không còn ai, tôi bắt buộc phải sinh tồn trên hòn đảo này rồi. Meh. Thôi, có vẻ là tôi nên nhặt đồ trong đây. Nè, nhặt đi. Hu. Bố mày là hu chứ không phải chó ở nhà mày đâu. Theo như tôi được biết là mấy cái hành lý này sẽ có quần áo và sẽ có một vài đồ hữu dụng ấy. Cút coi, sao mày cứ nhìn tao thế, bực thế. Không thể tin được luôn ấy. Vừa lần đầu tiên búp vé máy bay đi chơi xa mà vậy rồi. Thế là toan rồi. Toan thật sự. Cái cây này có phải cây cần không nhỉ? Phê. Có vẻ là tôi sẽ lấy nó đấy. Lá đâu? Ừ nè, này. Đâu có thân nè. Tôi sẽ đi tìm vài cây nữa. Đủ nhiều thế. Ngon. Nói chung là ở cái thành phố Los Santos thì tôi không có được gọi là sa đọa. Tuy nhiên hôm nay lên được cái hòn đảo này lại được sa đọa một cách vô tư như thế này. Có vẻ là tôi sẽ đi cầu cứu, đi xung quanh coi ra sao. Tôi nhớ đến cuốn sách tôi đã chơm từ thằng nhóc ấy. Nó chơm thì cũng không đúng, tại nó ôm tay tôi nên là phí là một cuốn sách thì cũng ổn đấy. Trong đây sẽ dạy tôi là cách làm một cái gọi là chải, cái chải lửa. Khá là nhiều đồ ấy nha. Có vẻ là cái ngôi làng này sẽ cứu được tôi. Alo, có ai ở đây không? Alo, alo, alo. Anh có phải là phi hành đoàn không vậy? Dạo này có cái môn thể thao gọi là chổng đích trên trời hả ta? Không thể tin được. Wait. Bình tĩnh. Học em vô em thăm hỏi cái môn thể dục mới thôi mà. Đủ xanh, thôi. Thôi. Em không có tính chơm đồ đâu, tại cái thằng này nó vậy đó. Đừng có dí theo tao nữa. Đủ xanh, thôi. Tao chỉ đi tìm cần thôi mà. Thôi. Cái này mày dài thế nhờ. Có một cái bãi biển nè. Được. Làm sao để đi xuống được cái bãi biển đẹp đẽ như thế này à đây. Wow. Có một dòng sông bên kia kìa. Có vẻ là tôi sẽ qua đó. Cái vẻ cái nơi này khá là đẹp luôn ấy này. Có dòng sông nè, làm nhà gần dòng sông là hợp lý nè. Cái chỗ này khá là thuận tiện. Nope. Đứng lại. Come on. Ui. Làm vật khá là phong phú luôn á. Nên là tôi sẽ xây trại ở đây. Thì như tôi được biết là trong cái cuốn sách của nhóc mà để lại cho tôi thì có một cái trại hả? Khá là lớn nha. Một cái nhà nha. Phải làm cái nhà ấy. Đây, cái nhà này đây. 133 gỗ. Làm sao để lấy ra gỗ đây? Theo như cuốn sách dạy tôi thì tôi có thể lấy cái này tôi chặt gỗ đấy. Ui, rớt. Wow. Hợp lý luôn. Đúng là cuốn sách nhóc để lại quá chuẩn luôn anh em ạ. Ui, nãy giờ được có cây thôi. Có vẻ là tôi sẽ khai hoang cái vùng này luôn ấy. Theo như tôi được biết là cái này tôi có thể lấy ăn đấy. Đấy, đúng rồi mọi người ạ. Tôi có thể ăn đấy. Hình như tôi làm lộn chỗ rồi mọi người ạ. Kế bên tôi là một cái gọi là một cái làng luôn ấy. Mà thôi, không sao đâu. Tôi nghĩ là như vậy. Có lẽ là tôi phải làm bên kia cơ kìa. Bên kia là một cái bãi biển đấy. A few minutes later. Có vẻ là tôi sẽ làm một cái lửa trại nhỏ nhỏ ở đây. Mong là nó sẽ không bị ướt. Và tôi cần 2 stick. Yeah. Cuối cùng cũng có lửa. Yeah. Có vẻ là cái căn nhà này khá là to nên là thế là một cái thứ gọi là nó nhỏ một chút xíu thôi anh em à. Nó như cái nhà xí này đây. No. Tôi phát hiện ra trong sách có một chiếc xe kéo có thể giúp tôi chở gỗ về nhà một cách dễ dàng. Mà nó không có bánh nên là cũng khá là lâu. Thôi không sao. Mày sao? Wow. Lột da thôi nào. Có da. Lấm thịt hoàng, chúng ta phải từ từ thôi, đừng để cho nó nhìn thấy. Tôi chuyên nghiệp lắm. Nope. Bruh. Ấy. Cũng được khá là nhiều ấy. Đấy, hợp lý chưa? Hợp lý rồi chứ hả? Anh em đấy, thấy tôi rất là vất vả luôn không? Ôi, nó cháy đen luôn.
Adu. Và tôi vẫn chưa có đủ thịt đấy. Tôi vẫn còn đang rất là đói. Đứng im thôi. Theo như kinh nghiệm tôi được biết, đứng im thôi thì nó sẽ vẫn chạy. Mày chạy coi. Mày sắp cây giấy. Nó mày mày. Ủa mày hụt bói. Thôi thể ăn cái này đây. Ăn một ít đi. Mày tới đây. Hồi dí nó mệt luôn á mọi người ạ. Tôi nghĩ có vẻ là nên săn thứ khác, chứ con kia nó dị quá. Nên là tôi cũng khá là khó săn đấy. Come on, come on, come on. Hụt rồi. Bước vô. Ôi. Thằng nhân vật nó ngu vai. Thề. Ý, có bạn sóc, có bạn sóc. Thôi, số phận đã an bài rồi. Cái trình độ leo núi của tôi cũng phải nói là đỉnh cao. Đấy. Mày sao chạy cứ chạy cày thế. Tôi là có thêm thức ăn nữa rồi. Ngon. Ôi, máy bay. Có máy bay cơ kìa. Holy shit man. Không thể tin được luôn ấy. Tôi làm nhà ca vậy máy bay vẫn không thấy tôi luôn. Mấy thằng máy bay bị mù hết rồi. 8:01 PM. Tôi nghĩ là tôi không nên đi xa cái vùng này đâu. Tại vì vào ban đêm mọi thứ sẽ trở nên nguy hiểm hơn rất nhiều. Gió bắt đầu se lạnh rồi đấy. Tôi cũng khá là khát nước. Tomorrow. Tối hôm qua tôi chằn chọc mãi. Nếu mà tôi say thế này thì làm sao có thể lên được chứ, đúng không? Và trong sách thì không có ghi một cái thứ gì gọi là cái thang cả, nên là tôi cũng chả biết làm luôn. Đôi lúc trong cuộc sống này mình cũng phải ngu một hai lần để biết mình ngu đến cỡ nào. Nhưng mà lần này tôi ngu quá. Đấy, tôi có thể nhảy lên cái căn nhà này mà không cần gọi là cầu thang, tại nãy tôi ngu quá thôi. A little longer than a few minutes later. Bây giờ vấn đề của tôi không phải là căn nhà đó, bởi vì cái nhà sĩ tôi cũng có thể ở tạm được. Vấn đề của tôi ở đây là nước đấy. Mà tôi cần tìm cái mai rùa. Tôi không nỡ giết một con rùa đâu, nhưng mà vì cuộc sống mà, nên là tôi bắt buộc thôi. Mà rùa ở đâu giờ trời? Đậu xanh rau muống. Có cá này. Và tôi có thể uống được. Tại sao mình không làm nhà chỗ này nhỉ? Can I catch fish? Không thể à? Come on. Yes. Mày sợ cá. Hôm nay là đổi món này. Ngon này. Ở nhân vật của tôi nó bị thiểu năng hay sao ấy. Trong khi đó ở gần đây không có mai rùa. Hello. Tôi anh cha anh trai. Ui. Shit man. Rùa nó sẽ thường sống ở bên các cái bờ ấy. Bây giờ này tôi cũng không thấy rùa nữa hết. Theo như tôi được biết, hướng này đi thẳng sẽ đụng biển. Mong là như vậy. Mà cái nước này tôi không thể uống được luôn ấy. Để tôi coi lại sách coi. Chúng ta có thể còn cách khác nữa cơ mà, đúng không? Không, chúng ta chỉ có một cách đó thôi đấy. Và chúng ta phải bắt buộc kiếm được con rùa. Thế này không ổn tí nào rồi. Tôi đi khá là xa nhà luôn ấy, mà vẫn chưa tìm thấy được con rùa nào cả. Có vẻ đây là một cái thác nước này. Tôi có thể uống được nó không? Tính ra nguồn nước cũng không sạch lắm, nhưng mà vẫn ổn mọi người ạ. Nói chung là không có rùa, nhưng mà đổi lại tôi có nguồn nước sạch. Thì cũng không sạch lắm đó. Tính ra nó cũng không xa nhà tôi lắm nha. Nó không gần đây thôi. 2000 years later. Come on. Let's go. Wow. Đây là căn nhà mới của tôi đấy. Anh em thấy nó được không chứ nhờ. Sau mọi vất vả thì tôi đã làm xong. Nói chung là tốn công thật sự, nhưng mà nó cũng đáng mọi người ạ. Tôi làm đến nỗi mà tôi kiệt sức luôn ấy. Tomorrow for sure. Tôi sẽ đi qua những bạn hàng xóm thân thiện của tôi để xin một ít nước. Tôi nghe nói họ rất tốt bụng và hiền lành. Ôi ôi ôi. Chạy đu xanh. Và đấy là hành trình lạc vào rừng sâu của tôi. Hẹn gặp lại anh em vào những tập tiếp theo.